bộ con bánh canh của mình là các anh chị không có bị lợn. Tức là mình không có luộc trước mà nó. Bây giờ mình múc bánh canh cần tôm của mình ra nè, thiệt ngon luôn ạ. Không còn bánh canh này nữa. Không bánh canh thì ngon hơn các anh chị ơi. Nó dẻo mà nó dai thì còn ngon luôn. Mình xin chào cả nhà. Hôm nay mình có một xề cái cần tôm này nè. Một xề cần tôm này là 2kg á, 2kg cần tôm. Mình không biết làm món gì. Mình lấy ra từng khúc kìa. Giống y như là con bánh canh luôn. Cái mình nghĩ là nấu con bánh canh chắc ngon lắm. Mình đi mua bột về mình nấu bánh canh. Mà hôm nay mình nấu bánh canh là bột sắn. Bánh canh bột sắn. Hồi nào giờ mình cũng chưa ăn bánh canh bột sắn nữa. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món bánh canh bột sắn. Giờ mình mời cả nhà cùng xem mình nấu cái món bánh canh bột sắn này với lại càng tôm. Cho vui nha. Giờ mình bắt đầu mình lấy càng tôm ra. Đây mình lấy càng tôm ra nè. Mình cắt này xíu xíu à. Cái mình bẻ ngang ra rồi mình rút ra y nguyên luôn. Mình khỏi cần đập, khỏi cần gì hết. Nó dễ ẹt luôn. Ồ, cái càng này to luôn. Càng này mình lấy ra cái ruột chắc bự dữ lắm. Đó mình rút ra. Giống như mình là ống thục á. Đó rất là dễ. Chứ mình đập ra lâu lắm. Lấy cái càng tôm bự á. Mình lấy ra ngon ghê luôn. Lấy ra ruột bự chả. Mà dễ lấy. Mình lấy gì mình thấy mình cũng hấp dẫn nữa. Còn y nguyên à. Còn mình đập á, cái mấy cái gai gai nó dính vô thằng tôm, dính vô cái thịt tôm. Mình cắt xong hết rồi các anh chị. Mình cắt xong 2kg thằng tôm rồi. Được nhiều ruột đây. Cái thằng tôm này mình luộc rồi nè, cho nên mình cắt dễ đó. Còn mình chưa luộc thì khó cắt. Ngon thấy ghê không? Mình bắt cái nồi nước này lên để thẳng đây. Tới hồi nó đặng mình để cái hao bột lên đây mình khuấy. Cho nên mình bắt cái nồi cũ chứ mình không có nồi mới. Hồi đó mình nấu bánh canh á mình mới nấu cái nồi mới. Mình mưa này nè, trên cái lá dừa của mình á nó hơi ẩm ẩm cho nên mình phải kèm cái miếng giấy nè, nó mới cháy. Rồi nó không cháy. Ở đây mình có một tâm cửa 10 gram bột sắn. Giờ mình bỏ bột sắn vô cái máy lây sinh tố này mình xay. Xay cho nó nhuyễn ra một hồi nó mình dễ quậy. Nghĩ vậy được. Mình nhuyễn mịn rồi nè các anh chị. Giờ mình túc ra. Nhuyễn mịn trơn luôn. Giờ mình xay tới bột gạo. Cái bột sắn mà mình không để ý thì cái mình thấy giống như bột gạo luôn. Nó cũng cục cục giống gì. Bột sắn mình ăn ngon á. Giờ mình rây cái phần bột sắn này nè các anh chị. Gây đặng cho nó nhuyễn ra, nó mịn ra. Đặng hồi mình dễ để vô mình khuấy. Cái phần bên đây nè, là nó nhuyễn nhừ luôn như bột năng luôn. Mình cho vô đây nửa lít nước nè các anh chị. Nửa lít là 500ml nước. Giờ mình để vô mình vậy đều lên. Quậy tan hết rồi nè các anh chị. Giờ mình để vô xíu muối cho bột mình nó ngon. Mình quậy đều lên. Giờ mình bắt lên cái nồi mình quậy. Đây là cái nồi nước sôi của mình nè các anh chị. Giờ mình để lên. Mình phải xài cái thau bự hơn cái nồi. Để hồi cái thau mà nhỏ hơn nó lọt tóp xuống dưới hồi mình ginh ra không được. Giờ mình chỉnh lửa lên mình thấy. Mình thấy khi nào mà bột này nó
kẹo lại nó sạch lại, mình mới nhắc xuống mình mới để cái bột sắn vô nha các anh chị. Giờ mình quậy nè, bột mình đặt lại rồi các anh chị, đặt lại nó khô rồi nè. Giờ mình chuẩn bị mình nhắc xuống. Rồi mình nhắc xuống rồi các anh chị. Đổ cái nồi nước này mình bỏ. Giờ mình bắt cái nồi nước lên để mình chuẩn bị mình nấu bánh canh nè các anh chị. Mình đổ cái phần bột sắn hồi nãy của mình nè, mình rây xong rồi nè. Bột này nhuyễn nhừ luôn, mịn trơn giống như bột năng luôn. Giờ mình đổ đều lên để mình lấy cái nồi dẻ dựng cái thau mới được. Cái hơi nó nóng tay. Giờ mình quậy phần bột sắn này lên nè, chút nó nguội nguội cái mình lấy tay mình nhồi cho nó đều. Rồi cho đều bột sắn lên nha các anh chị, cho bột mình nó mịn nó ngon. Mình nhét cho nó sạch đi. Rồi mình nhồi xong rồi các anh chị, giờ mình chia bột ra. Chia bột ra tới hồi nó. Cái này mình muốn để vô trong cái bịch á, mình nặng ra từng con cũng được. Còn mình cán ra mình cắt cũng được. Hay hoặc là mình xe từng viên từng xe xe từng con cũng được luôn. Nếu mình xe từng con thì nó cũng được đó. Bột này nó dẻo nhẹo rồi. Mình xe vậy nè. Thế vậy cái mình để vô mình nấu cũng ngon lắm. Mình khỏi còn ấy bột dẻo dữ lắm. Nó không có bị rớt gãy gì đâu. Giờ mình cán ra. Bột này nó không có dính giống như là cái bột của mình, bột khô của mình. Tại mình quậy rồi nè, nó không có dính. Nó dẻo nhẹo, nó lắng lình luôn. Giờ mình lấy dao mình cắt ra cho nó mau nha các anh chị. Đây mình cắt ra, mình muốn ăn dài thì mình làm dài. Mình muốn ăn ngắn thì mình làm ngắn ngắn. Cái này nó không dính hung cho nên mình gấp ít bột áo thôi chứ mình không cần gấp bột áo nhiều. Nó không có dính. Giờ còn lại cái mình ép ra cho nó. Cái bột này các anh chị mình sắc ra rất là nhiều. Bột này mình làm theo kiểu cách này ra, mình sắc nó không có dính gì đâu. Thì khỏi cần gọt áo nè. Mà cắt mau lắm, cắt mau lẹ lắm, không dính không gì trơn. Nó dẻo nhẹo luôn. Giờ mình chuẩn bị đi nấu. Nước sôi rồi, mình cho vô đây ít hạt muối nè. Mình cho cái gạch tôm vô lên. Rồi mình để cần tôm vô luôn. Cần tôm này mình luộc rồi nè. Mình lấy ra xong hết nè. Có rất nhiều cần tôm luôn. Mình để cái gạch tôm vô cái nước bánh canh của mình á, nổi gạch lên đẹp ghê luôn. Màu cam. Giờ mình cho vô đây miếng đường với hạt nêm vô nha các anh chị. Để mình nêm nếm cho nó ngon. Giờ mình để con bánh canh vô. Con bánh canh này mình muốn ăn trong giống như là con tầm á, thì mình luộc trước rồi mình mới làm nha các anh chị. Còn này mình thích ăn nó hơi đặc đặc thì mình để vô một lượt gì luôn. Giờ mình xắt hành ngò. Mình hành nữa mình để vô nồi bánh canh cho nó ngon.
mình bỏ vô cái tô xíu nữa mình mới gỡ vô bánh canh. Bánh canh chín mình mới bỏ vô. Bột con bánh canh của mình là các anh chị không có bị lền. Ý là mình không có luộc trước mà nó cũng không có bị lền nữa nè. Mình chín rồi, mình nhắc xuống các anh chị ơi. Giờ mình cho hành ngò vô. Bánh canh mình nó ngon. Vậy đều lên. Rồi giờ mình múc bánh canh cần tôm của mình ra nè, thiệt ngon luôn ạ. Còn bánh canh thì nó trong. Rồi cả nhà cùng ăn bánh canh cần tôm với mình nha. Mình làm bột sắn, ngon lắm. Thì chào cả nhà. Cần tôm mình giống y như cái. Mời cả nhà cùng ăn, cái con bánh canh luôn. Để mình ăn thử con bánh canh trước. Mình đâu nóng cái con bánh canh này lắm nè. Con bánh canh thiệt ngon luôn các anh chị ơi. Nó dẻo mà nó dai thiệt là ngon luôn. Dai ngon. Hôm mới các anh chị chưa có làm giống như mình ha, làm thử rồi. Ăn ngon dữ lắm, ngon hơn cái con bánh canh mà mình làm theo cái kiểu kia nữa. Kiểu mình nhồi bột khô, mình quậy bột gì rồi mình nhồi lại ăn ngon lắm. Nấu nó không có lợn nước không nữa. Thơm ngon. Béo. Ăn liền lại không được. Ăn chắc chanh vậy. Xin chào cả nhà. Ăn từ từ bị nóng quá. Ớt cay quá. Từ nào giờ mới được ăn bánh canh càng tôm. Bánh canh tôm thì mình ăn dội. Ừ. Đúng rồi. Cần tôm tùy nào mới ăn. Chứ con tôm có ăn. Cần tôm đâu có đâu tới nấu bánh canh. Nãy này mình làm tôm khô cho cái người ở quận 1 á, người ta lấy con tôm không à. Người ta dặn mình ký con tôm khô vậy. Chứ người ta không có lấy càng cho nên mình để càng lại. Con càng có cộng gì á. Xương á. Càng mà không có xương. Xương nó mềm mềm. Cái xương nó là chân giữa nó. Không, cái xương này mình nuốt được. Ủa, lỗ. Cái làm như đứa làm. Cái này nuốt ổn sao? Có xương ngang giữa, ăn tươi à. Không lát hả? Nó ngọt. Nó ngon, nó ngọt thì nó ngon. Cái này càng tôm là đặc biệt lắm nha. Mình đi vô quán mình gọi càng ghẹ đồ có chứ càng tôm không có đâu. Con nuốt luôn cái xương nó được à. Nuốt được không sao. Con bánh canh ngon sợ luôn ha. Con bánh canh bột sắn nè. Dài ngon. Ấy mình nhỏ cho ăn tốn gì không? Cái càng mà không phải là nguyên càng mà mình cắt nó bị lố, cái mình cắt hết luôn, cái mình thục ra. Trên cái đầu của con tôm á, nó có cái gì á, cứ ngắt hả, mình lấy cái đó ra. Để cái này nè, ăn sực luôn ạ, à. Ngọt đó. Ăn sực luôn. Nó dạ ngọt y như thịt cua. À. Giống thịt cua ha. Còn bánh canh này mình làm đem ra chợ bán, người ta chịu lắm. Ăn ngon. Rồi điều bột sắn hơi mắc chứ không phải rẻ như bột gạo, bột năng. Ngon quá. Còn phải hấp cái nước nữa bạn. Cái nước dạch ra dần tươi. Cái này là cái đầu nè mẹ. Cái đầu mình nó dính ở trên cái gạch đó. Cái đầu dính rồi đó. Cần tôm này mình làm tôm khô mình gửi ra nước ngoài, mình lấy cái gì cái mình sấy mình gửi ra cho mấy anh chị ngoài nước ngoài ăn luôn. Ngon, mình sấy rồi cái màu nó thiệt đẹp luôn. Còn bánh canh ăn thiệt ngon. Càng ăn ngọt quá. Sấy rồi càng sấy khô rồi còn chín.
làm cái con bột bánh canh bằng bột sắn với bột gạo đó, các anh chị ngon lắm. Các anh chị làm thử đi. Nửa ký bột gạo thì mình làm 500ml nước với 110g bột sắn. Thì mình vậy vậy sao mình nhắc xuống rồi cái mình để bột sắn vô rồi mình nhồi. Mình làm như bột mình nó không có bị dính, không có bị gì hết trơn. Mà mình nấu mình không có luộc mà nó vẫn cái nước vẫn trong, nó không có lền. Mình thích ăn cái nước bánh canh nó hơi lền. Cho nên mình không có luộc. Nếu mà luộc trước thì giống mình nấu giống như là cái con tầm ở chợ bán luôn, nó tông khe vậy, nước tông khe. Nếu mà mình nấu cái nước tông khe vậy thì mình phải nấu xương hay là nấu gà nấu vịt. Còn như mình nấu tôm nấu tép thì nấu bánh canh nước lền lền ăn nó ngon hơn. Bánh canh tôm với bột sắn của mình ăn rất là ngon, ngọt và ngon nữa. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã có thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc cho các anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ và giàu khỏe. Nếu như các anh chị thấy thích và hay, nhớ like và nhấn nút đăng ký chia sẻ ủng hộ cho kênh Mỗi Miền Tây. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.